Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên sáng ngày hôm nay, thứ sáu ngày 22 tháng 9 năm 2023, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi sáng ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là 0,51%, đứng ở mức 1.920,6 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính từ thời điểm mở cửa phiên này cho đến thời điểm hiện tại, có thời điểm giá vàng trên thị trường thế giới xuống 1.913,97 đô la Mỹ trên một ounce. Và đây cũng là mức giá thấp nhất tính đến thời điểm hiện tại trong phiên giao dịch hôm nay, mức giá cao nhất là 1.930,59 đô la Mỹ. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ trong xuống tăng với tỷ lệ tăng là 0,24%, giao dịch ở mức 105,38 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm mạnh với tỷ lệ giảm là hơn 2%, giao dịch ở mức 26.567 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xuống tăng, giao dịch ở mức 4,497% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, giá dầu thô trong xuống tăng nhẹ, đứng ở mức 89,70 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng lùi lại vì dự báo Fed cứng rắn hơn so với những gì được kỳ vọng trước đó. Trước lần họp này của Fed thì thị trường kim loại quý đã định giá dựa trên một quan điểm mềm mỏng hơn từ Fed. Theo nhà giao dịch kim loại quý Tai Gung ở New York nói với hãng tin Reuters, cả tỷ giá đồng bạc xanh và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng sau cuộc họp của Fed tạo thêm áp lực giảm giá lên vàng. Thị trường vàng thế giới cũng đang chứng kiến một số áp lực bán đáng kể trước dữ liệu thị trường lao động mới nhất của nền kinh tế Mỹ và đã chứng kiến thêm những tổn thất trong phản ứng ban đầu với dữ liệu mới. Giá vàng thường rất nhạy cảm với dữ liệu thị trường lao động Mỹ vì đây vẫn là yếu tố chính trong quyết định chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Về mặt xu hướng của giá vàng, đồng bạc xanh đã vượt qua mức cao nhất trong 6 tháng, trong khi lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất trong 18 năm, gây áp lực lên vàng vốn là tài sản được định giá bằng đồng bạc xanh và không mang lãi suất. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết bao giờ Fed chứng kiến thị trường lao động Mỹ trì trệ. Khi đó mới là lúc họ có thể thoải mái thay đổi quan điểm chính sách tiền tệ hiện tại của mình. Ông nói thêm rằng, trong môi trường hiện tại, ông kỳ vọng Ngân hàng Trung ương sẽ duy trì lãi suất hạn chế trong thời gian tới để đưa lạm phát xuống 2%. Với tuyên bố từ Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC cho biết, tăng trưởng việc làm của Mỹ đã chậm lại nhưng vẫn vững chắc. Nó cũng cho biết nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh mẽ và lạm phát vẫn ở mức cao. FOMC đã đưa ra dự báo sẽ tăng thêm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong thời gian còn lại của năm nay để giải quyết tình trạng lạm phát. Trong ngày hôm qua 21 tháng 9, Bộ Lao động Mỹ vừa cho biết số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần đã giảm 20.000 xuống còn 201.000, giảm so ước tính sơ đổ của tuần trước là 221.000 đơn. Dữ liệu thị trường lao động mới nhất mạnh hơn đáng kể so với dự kiến. Mặc dù hiện tại giá vàng trên thị trường thế giới còn chịu áp lực giảm, tuy nhiên sức cầu đối vàng gần đây gia tăng và có thể còn lên cao hơn nữa trong mùa cao điểm tiêu thụ vàng sắp tới, dịp cuối năm tại phương Tây và dịp Tết Nguyên đán tại một số nước châu Á, trong đó có Trung Quốc. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, mặt hàng vàng miếng SJC cũng như là vàng nhẫn bông số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác đều trong xuống giảm khá mạnh. Cụ thể với công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn đang niêm yết giá vàng miếng SJC trên hai thị trường Hà Nội và Đà Nẵng, mua vào mức 68,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,07 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Với giá vàng miếng SJC trên thị trường Thành phố Hồ Chí Minh mua vào mức 68,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 69,05 triệu đồng trên một lượng, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Với mặt hàng vàng nhẫn bông số 9 tại công ty này đang được mua vào mức 56,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 57,90 triệu đồng trên một lượng, giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Mức giá này được áp dụng cho giá nhẫn bông số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Với giá nhẫn bông số 9 loại nửa chỉ của công ty này mua vào mức 56,95 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 58 triệu đồng trên một lượng, cũng giảm 100.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ các ngân hàng thương mại trong phiên giao dịch ngày hôm qua giảm khá mạnh, giảm 20 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả chiều mua vào và chiều bán ra.
được mua vào mức 24.090 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.460 đồng trên một đô la Mỹ. Với giá đô la Mỹ trên thị trường tự do, mua vào mức 24.280 đồng trên một đô la Mỹ, bán ra mức 24.350 đồng trên một đô la Mỹ. Tạm thời thì không có điều chỉnh sau khi giảm mạnh 50 đồng trên một đô la Mỹ mua vào, giảm 80 đồng trên một đô la Mỹ bán ra trong phiên ngày hôm qua. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường và trong nước trong phiên giao dịch sáng nay, phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch đầu giờ sáng nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.835.000, bán ra 6.905.000, giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 đồng trên một lượng và đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 6.835.000, bán ra 6.907.000. Pin G Hồ Chí Minh và Pin G Hà Nội mua vào 6.860.000, bán ra 6.930.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.845.000, bán ra 6.915.000. Doji Hà Nội mua vào 6.840.000, bán ra 6.930.000. Phú Quý SJC mua vào 6.835.000, bán ra 6.905.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.836.000, bán ra 6.903.000. Mi Hồng STC mua vào 6.850.000, bán ra 6.895.000. Tiếp theo sẽ là giá vàng STC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 6.845.000, bán ra 6.895.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.790.000, bán ra 6.930.000. Ngân hàng Tây Bank Gold mua vào 6.840.000, bán ra 6.930.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.835.000, bán ra 6.907.000. Tiếp đến là giá vàng STC một số tỉnh thành phố khác. Sau khi giảm 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là giảm 15.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua thì đến thời điểm này tạm thời không có điều chỉnh về giá. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại đang dao động trong khoảng 700.000 cho đến 760.000 đồng trên một lượng và đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 6.835.000, bán ra 6.907.000. STC Huế mua vào 6.835.000, bán ra 6.905.000. STC Miền Tây mua vào 6.837.000, bán 6.910.000. STC Biên Hòa, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 6.835.000, bán ra 6.905.000. STC Bạc Liêu mua vào 6.837.000, bán ra 6.910.000. STC Quy Nhơn mua vào 6.835.000, bán ra 6.907.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6.833.000, bán ra 6.907.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Sau khi mà kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua bằng một phiên giảm trong khoảng từ 41 đến 100.000 đồng trên một lượng, hay giảm trong khoảng 4.100 đến 10.000 đồng trên một chỉ, thì đến thời điểm này tạm thời không có điều chỉnh về giá và đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.695.000, bán ra 5.790.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ, mua vào 5.695.000, bán ra 5.800.000. Vàng bộ số 9 mua vào 5.680.000, bán ra 5.760.000. Vàng 24K mua vào 5.583.000, bán ra 5.703.000. Vàng 18K mua vào 4.135,4 nghìn, bán ra 4.335,4 nghìn. Vàng 14K mua vào 3.173,4 nghìn, bán ra 3.373,4 nghìn. Vàng 10K mua vào 2.217,2 nghìn, bán ra 2.417,2 nghìn. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, chúng tôi sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.